Lâu lắm rồi mình mới được đi chơi. Thế nên hôm nay chúng mình sẽ ngồi get ready cùng nhau nhí. Đầu tiên thì mình sẽ đánh cushion. Và hôm nay thì mình sẽ dùng cushion đến từ Merzy. Đây là the first cushion cover với SPF 50 cộng và PA cộng cộng. Thường thì mình sẽ chỉ lấy một ít thôi. Ôi, hình như hơi nhiều so với một ít rồi. Nhưng mà mình sẽ chỉ lấy một lần thôi. Đây mình dùng màu số 21P Vanilla. Thì nó hơi nâng tông một chút, nhưng mà nó nâng tông khá là tự nhiên thôi. Thế nên là trông trắng lên nhưng mà vẫn không bị kiểu trắng bóc. Khi nào mà đánh cushion mọi người hãy nhớ đánh phần trán này trên cao này, và dậm cái phần mắt này. Tại mí mình nó sâu xong rồi nó hay bị đọng phấn lại. Thế lúc mình nhắm mắt nó sẽ có một đường màu trắng ở đây. Nên là hãy tán kỹ phần đầu, cả cổ nữa nha. Nếu không nó sẽ bị hai tông ấy. Ok, xong rồi. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng các sản phẩm đến từ collection mới nhất của Merzy có tên là Soft Touch. Mình sẽ dùng màu SL5 là Uncover Taupe để làm base. Dòng son này có chất son trên nhung lì giúp bổ sung độ ẩm cho môi và giữ cho đôi môi luôn được căng mướt và dưỡng ẩm cho môi hiệu quả. Và màu SL5 này là một màu son nâu nude, khi mà đánh riêng thì trông sẽ khá là tây. Nếu mọi người thích dùng màu nude thì mọi người có thể dùng riêng cái màu này thôi cũng được. Nhưng mà mình thích nó phải có cái gì đấy ở giữa cơ. Thế nên là mình sẽ dùng thêm màu SL6 của Smoking Wood để đánh vào giữa môi, giữa lòng môi. Màu SL6 này là một màu nâu đỏ, trầm lạnh mà mình nghĩ là mình chưa bao giờ có ở trong bộ sưu tập son của mình. Nhưng mà khi đánh lên thì nó cũng rất là dễ dùng ý. Vì dòng son lần này có hệ thống trồng layer tự nhiên, thế nên khi mình mix hai màu vào nhau thì cả hai sẽ hòa tan vào cùng màu môi ngay sau khi tán. Giờ thì mình sẽ đánh má hồng. Mình không thể ra được khỏi nhà nếu mà không đánh má hồng mọi người. Mình vẫn ra được thôi nhưng mà mình sẽ không cảm thấy xinh tươi. Và hôm nay mình sẽ dùng màu SB1 Cozy Raw Beige. Mình học trên TikTok đây, mình không biết đâu. Nên mà người ta bảo là đánh vát lên như thế thì nó nhỏ mặt đi à. Thế nên mình đánh thế chứ mình cũng không biết là nó có tác dụng thật không. Trong... đấy, trông tươi tắn hơn hẳn. Tiếp theo, chúng ta đã đến bước cuối cùng rồi. Mình make up ít lắm mọi người ạ, mình chỉ dùng đúng 3 bước này thôi. Và đúng 3 bước của bộ sưu tập mới của Merzy luôn. Thế nên là mình rất thích cái bộ sưu tầm này ấy, tại vì nó có đủ những cái đồ mọi người cần rồi ấy. Thì mình sẽ đánh mắt lấp lánh để cho nó bling bling mùa hè nhé. Đây là Merzy Soft Touch Stick Shadow màu SS3 Vintage Cinnamon. Mình cũng không biết apply nó như thế nào đâu. Mình nghĩ là các chị Trung Quốc ở trên TikTok hay bảo là đánh vào giữa xong rồi blend ra thì mình làm theo. Mà mình nghĩ là cái máy của mình nó không hiện lên được nên là mình sẽ ghép vào đây cho mọi người nhìn kỹ hơn. Xong, vậy là mình đã make up xong. Bây giờ mình sẽ thay quần áo và đi thôi. Ông tưởng mưa mà. Sướng hết. Sướng hết. Anh nghĩ là mình xem cái video sẽ đủ nó trong lần này. Kiểu quay xong rồi xấu buồn nhỉ. Thế thì mày edit chuyện này à? Tại vì là
đi. Mình đã về nhà rồi đây và bây giờ mình sẽ tẩy trang. Như mọi người có thể thấy thì tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên trên mặt mình. Mai thì là cuối tuần thì mình với Phan Linh cũng không đi chơi đâu, tại vì đoạn này là Phan Linh đang bận hơn cả mình. Thế nên mình với Phan Linh không có lịch đi đâu cả. Nhưng mà lại có một chỗ này mình muốn đi mà nó chỉ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia thôi ấy. Thế nên là mình đang suy nghĩ là mình có nên tự lên trên Amsterdam một lúc để mình đi kia không. Nó là một cửa hàng mà mình rất là thích. Thì mình nghĩ là mình sẽ đi. Thì có thể là sáng mai mình sẽ tự lên Amsterdam chơi một lúc. Xong để xem nhìn nào. Cái cửa hàng kia là cái cửa hàng bán kiểu dưỡng tóc các thứ ấy, mà mình thích lắm. Xong cái concept của cửa hàng nó đẹp ý, nó kiểu tuần hoa ấy.
Mình chỉ định đến đây để mua cái dầu dưỡng tóc thôi, tại mình đang hết dầu dưỡng tóc. Nhưng mà cái set này kiểu limited edition chỉ có trong Pop Up thôi ấy. Thì nói chung là mình đã bị marketing lừa nhưng mà mình cũng thấy rất vui. Mình thích hãng này từ lâu lắm rồi, tại vì nó trông xinh. Xong rồi cái Pop Up của nó hôm nay lại còn toàn hoa nữa, thế là mình phải đến bằng được. Mình muốn mua cái này từ lâu lắm rồi, từ trước sinh nhật mình ý. Xong rồi sinh nhật mình còn bảo các bạn là tặng mình cái này đi, nhưng mà không ai tặng. Xong ngoài ra mình còn được tặng kèm hạt giống trồng hoa. Xinh quá. Tại vì mình đói quá, với cả cái cửa hàng này nó cạnh cái chun, thế là mình lại vào chun tiếp. Một nhược điểm của việc đi một mình đó chính là không có ai trông đồ cho khi mà đi vệ sinh. Thank you so much. Chun mỗi sữa Sơn Châu thả. Chào buổi sáng mọi người, bây giờ mình đang đi học. Buồn ngủ quá. Mọi người đã nhìn thấy lớp không ngô đai. Hay để mình giả vờ mình thuyết trình lần trước cho mọi người xem nhé. Trầm cảm quá. Rice, yes, what else? Chicken and crispy corn. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi ăn trong trường. Mình chả bao giờ ăn trong trường cả, nhưng người này đã ăn hết tất cả các quán ở đây rồi. Chưa. Gần hết. Yếu vậy. Có thể à? Đây là. Nếu mà quote của mày mà 10 từ, 12 từ thôi thì mày bỏ đi. Tao để description của team thôi, xong rồi tao kiểu ok, ở đây example nhé, ok ở đây. Thank you.
trong mưa. Khóc. Khóc trong mưa. Không thông minh. Khóc trong mưa. Ngọc. Khóc. Được. Khóc. Ngốc. Mày ngốc. Không. Gần đúng. Học. Khóc. Ngọc. Ai đó. Mọc. Mọc. Bụi mọc. Mày quá. Khóc trong mưa. Hello. Thế là mọi người, bây giờ chúng mình không học được nữa, chúng mình đi đánh đàn á. Nó chưa có ánh sáng đẹp như lần trước ấy.